Hôm nay nó có những cái thông tin nè. Wi-Fi nè, phòng nè. Giá tiền đây. 250 nè. 300 nè, 300 nè. Này phòng đây. Còn có đường lên lầu nữa, một lát mình lên lầu mình coi thử. Đây cái khách sạn này nó có những cái dịch vụ này nè các bạn. Là đưa xe nè, từ Văn Viên đi nè, Việt Nam nè. Lào đi Thái luôn nè. Chiều 7 nè. Đông Bao Văn nè, 4 triệu rưỡi nè. À, có Hà Nội nữa nè các bạn. Hà Nội nè, 908 nè. Vinh nè, 908 nè. Đà Nẵng là 1.50.000 nè. Huế là 908 nè. Bắc Bà Gia luôn nè. Ở đây nó có những cái dịch vụ nè các bạn. Chơi zip line nè. Giá tiền nè, combo nè, zip line nè. Liên hệ nè. Một ngày nè. Làm ơn book một ngày nè. Rất là nhiều tour du lịch nó gửi cái khách sạn này. Đây, đó, động hang động nè. Hang động đây. Đây. Những cái trò chơi các bạn. Này km nè. Đây các bạn, trò chơi đây. Nó có giá tiền đây. Km tương đương. Đây các bạn, nó có nhiều cái chương trình khác nữa nè. Zip line nè. Có số điện thoại liên hệ nè. Rất là nhiều sự lựa chọn nha. Có trời luôn. Tha hồ lựa chọn. Đây các bạn. Mình quay cho các bạn xem tham khảo nha. Ai muốn đi chương trình nào đó thì đây nha. Đây nó có dịch vụ cho thuê xe đó các bạn. Giá $30, $35 nè. Xe hơi nữa nè. Hay dịch vụ xe máy nè. Mới lạnh chục chặt. Ok. Được các bạn. Nó nhôm là cũng sạch sẽ nha. Nhưng mà số bình sao các bạn? Đi ở tàn ở mình mà tàn cho giường đôi không à. Mình kêu ở giường đơn thôi. Giá bớt giá cho rẻ một chút đi, không chịu. Một người nó cả một người hai người cũng như nhau à. Mới lạnh cũng mát nha, mới mở lên thấy mát nè. Tổng thể thì cũng được, sạch sẽ nó, gọn gàng nó, ổ cắm từ ba cái ổ cắm nè. Về phơi đồ nè. Ok, hợp lý. Chốt. Mình cho nó đi xuống thì lát mình đem giấy tờ xuống xong. Thôi đi tắm cái nóng quá. Nhà nghỉ khách sạn mình thấy đây các bạn. Malayni Villa. Nó ghi chữ Villa chứ thực chất nó chỉ là khách sạn thôi nha. Khách sạn này rất là hay các bạn. Ngoài cổng khách sạn này có cái máy rút tiền. Rất là thiện, cần tiền cho tay ba lô luôn. Kể cả dân địa phương. ATM 24/24. Đó là bên trái nha. Còn bên phải đây. Bên phải là cái những cái bảng hiệu của nó đây. Chuyên book vé máy bay online nè. Chuyên book xe mô tô online Việt Nam Airlines nè các bạn. Việt Nam Airlines nè. Thái nè, đi Thái đi Việt Nam nè. Mail nè, số điện thoại nè, đầy đủ. Đây. Rất là nhiều dịch vụ nha, muốn dịch vụ nào cũng có nha. À.
Còn đối diện là khu Đông Đúc. Đây bên đây là khu phố Tây. Đây khu phố Tây đây. Có cái đờn, đối diện là quán ăn có cái đờn người quán Trung Quốc. Mình search trên Google Maps thì mình thấy từ nhà nghỉ của mình đi ra chợ đêm là 300m nha. Bây giờ mình sẽ đi tản bộ ra chợ đêm, xem chợ đêm ở đây nó có to bự đông đúc như chợ đêm luôn pha băng không. Tiếng Trung Quốc rất nhiều, đầu đầu cũng có tiếng Trung Quốc này, soạn thẻo hay gọi là túc túc cũng được. Massage, bánh xa chân. Bây giờ là hơn 9 giờ một chút nha, tầm 9 giờ 5, 9 giờ 10 gì đó. Đây tiếp tục một cơ sở của Trung Quốc, rất nhiều luôn. Bên đây có cây hò theo à, 4-5 sao à, rất là đẹp, phong cách sang trọng. Khúc này hơi vắng vắng nha. Đây vẫn là massage, massage khỏe và massage không khỏe. Lên lề đi, tuy cũng không nhiều xe. Đây vé là quán ăn rất là đông khách nha, khách Tây rất là nhiều nha. Khúc này hơi tối chút, rất nhiều. Rồi tiếp tục cái ATM, đây có xe buýt dành cho học sinh đây, Cool Beach. Rồi chuẩn bị tới chợ đêm rồi à, các cô Thái gái Lào đi chợ đêm trông giống cô gái Trung Quốc hơn à. Này chợ đêm đầu tiên vô là chợ đêm bán quần áo nha. À nhìn có vẻ không có sơm tụ bằng lupa băng ha. Đây cổng của chợ đêm, nice market. Quần áo những kiểu dáng này nó giống nhau. À, bên kia có dép à, xem có đôi dép mà giá nhiều, dép mẫu mã Trung Quốc nha, có cái dép này mẫu mã Trung Quốc nè. Tôi xem ơi. Rồi mình mang dép nhà nghỉ đây cũng xấu á. Đôi dép là giá 80 nha. Mình cứ hỏi tham khảo rồi cái gì nếu muốn mua một lát mình quay lại mình mua. Nhờ những chú phơi của Lào đây rất là dễ thương nha, nhỏ xíu à. Mắt kiến, hình ảnh, cái chén, cái tô. À, những cô gái Trung Quốc đang mua hàng. Không biết là Trung Quốc hay Hàn Quốc. Đây có ghi nè, 60.000 một cái dép. Bên kia nó dám nói thách mà là 80.000, mình kêu bớt thì nó bớt, còn 70.000. Bên đây người ta bán có 60.000 nè.
$3, 100 bạc. Nói chung là tiền đô nè, tiền bạc và tiền kiếp nè, tiền Lào nè. Ba mệnh giá là muốn trả tiền nào trả. $3. $3 tính là 70 mấy ngàn, ơi 60 mấy ngàn. À, 70 ngàn. Đây thổ cẩm nón ha. Xem có đẹp không? Không đẹp lắm ha. Rất là nhiều thổ cẩm luôn. Quần áo thổ cẩm. Những cái quần dễ thương như thế này thì giá là 50 bạc nha, à, 50 kiếp nha. Cũng khá là dễ thương, mặc đi dạo dạo, mặc ngủ này nọ cũng mát. 50 kiếp. Cửa hàng rất đa dạng, nam nữ đều có hết. Cái này thì 120 nha, nói hơi cao một chút nha. Những cái chợ quần áo thì na ná nó cũng như nhau nha. Ở Lung Bao Băng hay Phan Viên hay thậm chí là Viên Chăn hay là Nông Bên thì nó cũng như na ná như nhau. Có chỉ đôi khi nó có chênh lệch giá một chút thôi. À, như cái áo này đẹp nè. Áo này dễ thương nè các bạn. Mặc dù nó chỉ một màu trắng không nhưng mà thấy nó cũng dễ thương nè. Ở đây người ta bán đồng giá nha các bạn. Nó cũng 120. Áo 120, quần 55. Tính ra đây giá đây cao hơn giá trên Lung Pha Băng. Ở đây thưa thớt người đi chợ hơn nha. À, rất là nhiều màu sắc rực rỡ đẹp nha. Thổ cẩm. Wow. Rồi gần hết khu quần áo rồi, tới sắp tới khu ăn uống rồi. Ở dưới coi có nhạc rồi. Có nhạc không quay được nha các bạn. Nước mía, nước mía. À, nhìn cũng sạch sẽ ha. Mình sẽ mua một ly nước mía uống nha. Nhìn cũng rất là sạch sẽ luôn. Cây mía to. À, gọt vỏ sạch sẽ ha. Bị sâu nè, bị sâu. Mười lăm ngàn một cây, một ly nước mía. À, kem đây các bạn, 20 kiếp, 30, 40, 40. Bên đây nữa, trà sữa. Ở cái khu chợ đêm này thì mình thấy có một khúc đồ, bán đồ ăn thôi, tầm 3 quán bán đồ ăn thôi. Còn nhiều ở trên cũng là bán quần áo, ở dưới cũng là bán quần áo nha. Này là bánh chuối ha, phải châm mà chuối ha, chiên lên. Đấy chưa? Nó
rất là nhiều loại nha, 20 kiếp, 25 kiếp. Trái chuối rất là dài nha, nhìn cũng khá là đẹp. Đây, giống như bánh khọt các bạn. Bánh khọt. Bánh mặt không được bánh. Ở Việt Nam bánh khọt này ăn với đậu đu đủ nữa nè. Đây là thành phẩm nè. Chắc 10 bạc, 8 bạc, 10 bạc nữa. Rồi xem được bao nhiêu tiền rồi. 5. 5. 1 ngàn, 1 ngàn rưỡi. Sẻn 5 ngàn. Cái này trên chợ Luông Văn Băng nó chỉ bán tầm 8 ngàn thôi. Đây bán 15 ngàn. Đây là nơi tổ chức tour sự kiện các bạn. Ngay chợ đêm luôn nè, muốn tour nào cũng có nè. Các bạn ở ngoài nè, Vinh Trăng, Văn Viên nè. Văn Viên đi nè. 130.000 kiếp. Vé máy bay, trò chơi, Lào nè, Thái Lan nè các bạn. Đi tour Lào nè, Thái Lan nè. Lào Thái Lan 1.700.000 nè. Bác Xế nè, Bác Xế là 550 kiếp nè. Bác tu Cambodia nè, đi trong bên nè. Đi trong bên 1.500.000 nè. Đi trong bên 1.500.000 các bạn. Đi Siem Reap cũng 1.550.000 luôn nè. Spot nè. Đi Hà Nội nè, 980 nè, cái này giống trong nhà nghỉ nè. Nè đi Văn Viên nè, 980 nè. Đi Đà Nẵng nè, cũng 1.050.000 nè. Đi Hóa là 980 nè. Văn Viên Bangkok nè, 1.600.000 nè. Văn Viên Bangkok nè, 1.000.000 nè. Rất là nhiều dịch vụ mà mình có thể ra đây tham khảo nha. Còn bên đây nó có những cái trò chơi nè, mấy cái combo trò chơi nè. Một ngày nè, full day tour nè. Chứ một ngày nè, hang động nè các bạn. Đi chơi hang động nè.
thực sự là nó túc túc nè, nó quậy chơi tăng cái cảm giác đó, nhưng mà tôi thấy rất là nhiều trò để tham khảo nha. Thầy hồ lựa chọn nha bạn. Trong đây có phân vòng của họ nè, trong đây thì nó sẽ chi tiết hơn, rõ hơn nè. Zip line nè, zip line đó, rất là nhiều sự lựa chọn. Động hang động nè, tour số 1, tour số 2, tour số 3, tour số 4, 6 tour. Bạn nào thích đi tour nào thì đăng ký. Nằm xong nè, tính ra đi nó sắp tour như thế này rất là khỏe nha. Mình thích đi tour nào thì mình đăng ký, người ta đưa mình đi thôi. Thôi bay thuê xe đi. Đây có một cái nhà nghỉ nè, khá là cao, màu hồng. Bên đây cũng có một nhà nghỉ nè, đang xây dựng, chưa có tô màu. Bán hoa cà lên tóc kìa. Vẫn là tiếp tục quần áo. Pháo bông rất đẹp. Ở đây có bán đu đủ à, táo nè, xoài nè. Rồi tiếp tục lại quần áo nha. Ở đây có một cái resort nhìn rất là đẹp nha. Số điện thoại đây các bạn. Tiếp tục quần áo ha. Mấy cái túi nhỏ nhỏ này dễ thương các bạn. Cái áo trên áo có chữ Lào à. Có dấu hiệu dọn chợ. Đang có dấu hiệu dọn chợ. Đang có dấu hiệu dọn chợ. Hết nơi nữa.
sô cô la, sô cô la quét lên bánh. À, bỏ vô cái hộp. Wow. Cái chuối à, bỏ cái chuối nữa. À, rất là ngọt nha. Rất là nhiều dép luôn, dép này dép Trung Quốc nè. À, 80 ngàn kiếp. Tôi dép đó lúc nãy mình có hỏi rồi á, 80 ngàn. Ở trên kia nó kêu là bớt được 60 ngàn, 70 ngàn chứ, còn 70 ngàn. À, những cái mẫu dép của Trung Quốc nè. Rồi vắng chợ rồi, vắng chợ rồi. Thổ cẩm. Chanh ảnh nha. Dưới đây hết chợ rồi, còn đèn nữa là hết chợ rồi. Vào đây kiếm món gì ăn nha. Họ uống chai bia nhưng mà có nhạc. Phải đi chỗ khác thôi. Đây là chợ đêm mà. Những cái ghế nhỏ nhỏ, bàn nhỏ nhỏ nhìn cũng vui ha. Rất tiếc là do mở nhạc nên không có ghi hình được. Sau khi đi một vòng rồi thì mình quyết định chọn quán này nha. Vô xem họ bán cái gì và mua ăn và kêu một chai bia Lào nha. Nhìn quán cũng sạch sẽ, không có nhạc. Cũng có nhiều người Trung Quốc hay Hàn Quốc hay là người Lào gì đang ngồi ăn đây. Có heo quay, có mì, có gà, có xá xíu, có há cạo, món tàu ha. Bố trí bên trong cũng sáng sủa nha, màu sắc tông vàng. Đây nó có bảng giá nè các bạn, mình sẽ dùng Google dịch. Mình sẽ quay cách họ làm nha. Nói chung là mì và heo quay.